Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi C2 trang 59 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Ý A, hãy cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở R1, R2 và R3 mắc song song có đặc điểm gì? Ý B là cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính I1, I2 và I3 chạy qua các mạch rẽ của một đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2, R3 mắc song song có mối quan hệ như thế nào? Và ý C là viết công thức tính điện trở tương đương của một đoạn mạch gồm điện trở R1, R2 và R3 mắc song song. Như vậy có thể thấy là câu hỏi C2 thì hỏi lại các tính chất cũng như là đặc điểm của đoạn mạch mắc song song. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ghi lại câu trả lời cho câu hỏi này. Cụ thể với ý A, chúng ta sẽ trả lời là hiệu điện thế ở hai đầu của đoạn mạch mắc song song. Chúng ta sẽ xét với đoạn mạch song song gồm R1 song song R2 song song R3. Ta sẽ có là hiệu điện thế ở hai đầu của đoạn mạch sẽ là U, và nó bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở thành phần, có nghĩa là bằng U1 bằng U2 bằng U3. Đây là mối liên hệ thứ nhất giữa hiệu điện thế hai đầu mạch với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Sang ý B, chúng ta sẽ nêu ra mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua các mạch nhánh. Ta sẽ ghi là cường độ dòng điện chạy qua mạch chính ký hiệu là I. Khi này nó sẽ bằng tổng các cường độ dòng điện thành phần chạy qua các mạch nhánh, hay là còn gọi là mạch rẽ. Cụ thể là chúng ta sẽ có biểu thức là I bằng I1 cộng I2 cộng với I3, vì có 3 điện trở song song với nhau nên là sẽ có 3 mạch rẽ khác nhau. Với IC thì chúng ta sẽ nêu ra công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. Chúng ta sẽ sử dụng công thức đó chính là 1 trên R tương đương sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng 1 trên R3. Các em có thể phát biểu thành lời bằng cách là nghịch đảo của điện trở tương đương thì bằng tổng các nghịch đảo điện trở thành phần. Và trong trường hợp có 3 điện trở thành phần thì chúng ta sẽ có 3 cái biểu thức này cộng lại với nhau là 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng 1 trên R3. Và chúng ta có thể mở rộng ngay ra đối với trường hợp có N điện trở mắc song song với nhau thì chúng ta sẽ cộng đến điện trở là thứ N sẽ là 1 trên RN, có nghĩa là nghịch đảo của điện trở thứ RN. Như vậy là chúng ta đã trình bày xong câu trả lời cho câu hỏi C2. Đó chính là toàn bộ những cái đặc điểm cũng như là cái công thức đặc trưng cho cái đoạn mạch nối song song các điện trở.